Tiền của tôi đâu? Anh cho bạn mượn rồi. Sao anh cho bạn mượn mà không hỏi ý kiến của tôi? Sao anh tự tiện thế? Bạn sẽ trả lại trong 2 ngày tới. Mà đấy là tiền của anh, chứ không phải tiền của em đâu. Anh nói như thế mà cũng được à? Thôi được rồi. Nấu cơm à? Tôi không nấu, tôi chỉ nấu mình tôi ăn thôi. Anh muốn ăn, tự đi mà nấu. Em ơi, cái bộ áo này của anh em không giặt à? Đấy là quần áo của anh, không phải của tôi. Tôi không có tay. Thôi rồi, để anh giặt. Alo anh ạ. Ừ em ạ. À. Em cho anh mượn 10 triệu được không? Để anh đưa cháu đi viện. Anh đang cần quá. Dạ vâng. Vậy để em xoay. Rồi, lát nữa anh trai qua lấy tiền. Em đưa cho anh ấy nhá. Đấy là anh trai của anh. Không phải anh trai của tôi. Anh lấy tiền riêng của anh và cho anh ấy. Nhưng mà như vậy em nói là sao? Tôi nói không đúng à? Chính anh phân biệt tiền riêng của anh và của tôi mà. Anh có tiền thì anh đi mà lo anh trai của anh ý. Vậy để tôi lo. Để tôi. Alo chị à? Chị còn tiền không? Cho em mượn 10 triệu được không ạ? Chị vừa mới mua tivi rồi nên không có tiền đâu. Thế nhá. Chị. Alo bạn à? Bạn cho mình xin lại 10 triệu hôm trước mình cho bạn mượn được không? Ngại quá, mình đang có việc gấp. Cái gì? Tôi mới mượn bạn từ hôm qua mà đã được bao nhiêu rồi? Cuối tháng ấy đưa tôi trả. Có tiền tôi mang sang tận nơi trả bạn, được chưa? Anh ơi, đây là 10 triệu, lúc nào anh Sơn về, anh đưa anh giúp em nhé. Chuyện này là thế nào? Thì anh cứ cầm đấy nói đi, nhưng đừng nói với anh Sơn nhé. Thôi em đi về đây. Xin lỗi, vì vừa mới cho bạn mượn tiền mà đã đến đòi rồi. Cái gì thế này? Vợ chồng bạn diễn kịch à? Là sao nhỉ? Vợ bạn vừa đưa cho tôi 10 triệu, dặn khi nào bạn đến thì đưa cho bạn. Này. Vậy à? Mình cảm ơn nhá, mình về đây. Ừ. Vâng, anh cảm ơn vì em đã cho anh trai anh mượn tiền. Anh xin lỗi em. Thế nói chuyện gì? Mình đã phân biệt tiền của anh và tiền của em. Lẽ ra anh không nên nói như vậy. Sau này mọi chuyện cho gia đình, có chuyện gì em sẽ bàn bạc với em. Còn gì nữa không? Có chuyện gì nhỉ? Chuyện à, hôm nay anh sẽ nấu cơm cho em. Mọi việc cứ để anh lo. Em chỉ cần việc này đi nữa.